Suka xin chào tất cả các chị đẹp nhà em nha. Các chị đẹp nhà em ơi, mình skin care, mình chăm sóc cho làn da mình rồi thì cũng đừng bỏ qua mái tóc nữa nha. Cái ranh cái tóc là gốc con người mà. Khi mà da chúng ta đẹp nhưng mà sờ vào mái tóc nó khô, nó trẻ ngọn thì tụt mút lắm luôn á. Thì các dòng xịt dưỡng tóc nhà Suka sẽ giới thiệu đến các chị đẹp em hai dòng ha. Dòng đầu tiên đó chính là xịt bụi của nhà Cocoon và thứ hai đó chính là của em Hairspray này nha. Đầu tiên đó chính là em xịt bụi của nhà Cocoon này đây. Em này được chiết xuất từ tinh dầu bưởi nguyên chất nha, giúp kháng khuẩn cũng như là chống oxy hóa, giúp da đầu chúng ta sẽ ngày càng chắc khỏe hơn. Ngoài ra còn có hoạt chất silemi cùng với vitamin B5 nữa, giúp cho tóc chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, không bị sơ rối nha. Em này có sẵn ống xịt cho mình nha. Chị yêu nào sử dụng thì mình cứ thay cái nắp này bằng cái ống này nha. Cách sử dụng vô cùng đơn giản luôn, chúng ta cứ xịt trực tiếp lên da đầu ha. Chị yêu nào muốn sử dụng cả đầu cũng được, còn không thì mình sử dụng vào vùng nào mà mình muốn tóc mọc nhiều hơn nha. Và em thứ hai đó chính là xịt dưỡng tóc của nhà Hairbrush đây. Thì em nghĩ là cái hãng này quá nổi tiếng rồi ha. Hãng này còn có mấy em kẹo dẻo kích mọc tóc anh khá là ngon đúng không? Thì hãng này còn có sản xuất ra một dòng xịt cho mình nữa các chị yêu nha. Em này á, ngoài chức năng dưỡng tóc còn giúp tóc chúng ta chống khỏi mọi tia UVA lẫn tia UVB nữa nha. Đặc biệt hơn hết á, chị yêu nào mà phải sử dụng nhiệt nhiều á, mình phải làm xoăn hay mình kẹp thẳng á, thì chắc chắn tóc sẽ bị khô rối nè, trẻ ngọn nè, thì rất nên sử dụng em này nha. Còn chị yêu nào mà tóc chúng ta bị mỏng mất thì sử dụng em này, tóc chúng ta sẽ bồng bềnh hơn, mượt hơn và kích thích mọc tóc dày hơn đó nha. Ngoài những sản phẩm xịt dưỡng tóc thì nhà Suka còn có dầu dưỡng nữa nha. Thì hôm nay nhà Suka sẽ giới thiệu đến các chị đẹp nhà em ba dòng sản phẩm nha. Và em đầu tiên đó chính là em dầu dưỡng của nhà Moroccan này, và em này thành phần chính đó chính là tinh dầu organ cùng với các chất chống oxy hóa cũng như axit béo khác, giúp mái tóc của chúng ta luôn luôn sung mượt nha. Thì em này á, chị yêu ơi, mình sử dụng cho em vào buổi sáng ha. Sau khi mình gội đầu xong á, mình nhỏ tầm 2-3 giọt ra tay đó, mình xoa đều và mình bóp lên tóc ha, bảo đảm các chị đẹp nhà em luôn sử dụng cả ngày tóc vẫn óng mượt luôn á. Và em thứ hai đó chính là em serum tóc của nhà Perfect đây. Thì em này á, chứa thành phần từ các tinh dầu như dầu organ nè, dầu olive nè, là và dầu dừa. Đây chính là những thành phần vàng trong công cuộc phục hồi cho tóc đó nha. Thì em này cái tinh chất của em nó màu vàng và khá đặc. Theo như nhà Suka trải nghiệm á, thì khi các chị sử dụng em này á, chúng ta phải massage thật kỹ thì mới thẩm thấu vào tóc được ha. Em này thì nên sử dụng lâu dài các chị yêu nha, thì mới có hiệu quả được á. Và em cuối cùng đó chính là em dầu dưỡng tóc của nhà Biotin này đây. Thì em này á, thành phần khá là giống như cái em Moroccan Oil. Em này nha, giúp bảo vệ tóc nè, nuôi dưỡng mái tóc từ sâu bên trong luôn, giúp cho mái tóc của chúng ta luôn luôn bồng bềnh và óng mượt ha. Cái chất của em này á, là màu vàng nhạt mọi người nha. Theo nhà Suka trải nghiệm á, thì em này khi mà sử dụng lên tóc á, em này thấm khá nhanh vào tóc nha và không gây bết dính tóc như các dầu dưỡng khác. Cái mùi thơm thoang thoảng lưu hương trên mái tóc cả ngày trời luôn. Và đây là toàn bộ những sản phẩm dưỡng tóc mà nhà Suka muốn giới thiệu đến các chị em nhà Suka nha. Thì bên này á, là dầu xịt, còn bên này là dầu dưỡng nha. Tùy vào sở thích của mỗi người mà các chị hãy đưa ra lựa chọn chính xác cho mình nha.